Đó là thú chơi tao nhã mà con. Mấy cây này á là do Tư Huy chồng con nó trồng á. Trong mấy anh em chỉ có mình nó là thích chơi cây kiểng mà thôi. Con thấy á, trồng bonsai cũng kỳ công lắm mẹ ha. Đúng vậy, cây cũng như người vậy, phải được chăm sóc kỹ lưỡng mới tạo ra được cây có hình dáng đẹp chứ con. Con thấy cái dáng cây mai chiếu thủy này có đẹp lắm không? Dạ, đẹp lắm mẹ. Có chuyện gì vậy con? Mẹ ơi, mẹ đọc tin nhắn này đi. Em đến lâu chưa? Anh phải đi khám cho bệnh nhân. Chỉ sợ là đến muộn không kịp tiễn như huynh thôi. Anh Huy, cảm ơn anh vì những phút giây ấm áp mà anh đã dành cho em. Còn Bảo Trân, tôi thực sự xin lỗi vì đã vô tình xen vào hạnh phúc của chị. Tôi sẽ đi qua Mỹ định cư cùng gia đình mình. Chuyến đi này có lẽ sẽ không bao giờ quay lại. Điều tôi mong mỏi nhất chính là anh chị có thể bỏ qua mọi chuyện, trở về bên nhau và sống hạnh phúc. Bằng trái tim của mình, tôi biết tình yêu của hai người vẫn còn. Nó chẳng qua chỉ như dòng chảy ngầm dưới mặt hồ yên tĩnh, nên hai người vô tình không nhận ra thôi. Tôi mong hai người hãy coi như sự xuất hiện của tôi chỉ là viên sỏi nhỏ làm mặt hồ xao động một chút, để rồi mặt hồ sẽ yên tĩnh trở lại, tình yêu của hai người cũng sẽ như xưa. Anh à, em thấy tội cho Như Quỳnh quá. Ôi mẹ có sao không mẹ? Đây đây, để Dương lên đây. Ây da, đưa con. Sao tự nhiên nó giống như chuột rút vậy con? Được rồi, từ từ. Được rồi. Đây. Ủa, ở đâu có vậy? Con biết mấy bữa nay mẹ bị đau nè, cho nên con mua cái này cho mẹ sức. Người ta nói cái hiệu này tốt lắm đó mẹ. Con cũng biết thương mẹ nữa hả? Mẹ làm như con bất hiếu lắm vậy đó. Con chỉ có một mình mẹ, con không thương mẹ thì con thương ai? Mẹ nè, mẹ thích cái gì con sẽ mua tặng mẹ. Sao tự nhiên con lại muốn tặng quà cho mẹ? Có gì đâu, chẳng qua con nghĩ trước giờ con làm nhiều điều có lỗi quá, làm cho mẹ buồn, cho nên con muốn mua quà tặng cho mẹ để chuộc lỗi với mẹ thôi mà. Mẹ không cần gì hết. Mẹ chỉ cần là con biết mình sai, con chịu sửa đổi là mẹ vui rồi. Dạ. Phụng nè. Dạ. Mẹ nghĩ con cũng nên tha thứ cho con Lụa đi con. Mẹ sợ nó buồn quá, nó làm cái chuyện gì mà khờ dại thì khổ lắm con à. Dạ con. Mẹ biết, con giận nó lắm.
Nhưng có khi nào con coi lại mình không? Trước tới giờ con quá nhiều lỗi lầm. Con có từng nghĩ từ trước tới giờ con gây ra bao nhiêu chuyện mà lần nào vợ con cũng tha thứ cho con hết? Vậy mà bây giờ nó mới phạm sai lầm, nó đã phải trả giá quá đắt. Như vậy có công bằng không hả Phụng? Con hiểu rồi, mẹ đừng có lo nữa. Để từ từ rồi con nói chuyện với cậu sao.
Ủa, vợ chồng Út Phụng đâu mà sao chưa thấy nó xuống ăn sáng kìa? Dạ, thường ngày á, con thấy lũ thức sớm lắm, mà sáng nay con không thấy đâu hết trơn á. Sao kỳ vậy ta? Tối hôm qua nó ngủ với mẹ, hồi nãy nó làm đồ ăn, mà giờ không thấy đâu hết là sao? Trân à? Dạ. Hay là lên phòng mẹ coi nó có ngủ lại trên phòng mẹ không? Vợ chồng này lúc nào cũng hay làm bí hiểm lắm. Chắc nó trốn rồi kiếm chỗ nào ngủ nữa chứ gì. Để con vô phòng kêu nó dậy, chắc nó ngủ quên đó nội. Cho anh thêm nước tương đi mẹ. Cái gì vậy con? Cái gì vậy? Hả? Mẹ, mẹ ơi, con lũ nó bỏ nhà đi rồi. Gì vậy? Nói cái gì vậy? Hả? Con nói cái gì vậy? Hả? Con nói cái mẹ gì ơi vậy? Hả? Ơ Phụng nó bỏ đi, để lại lá thơ nè. Trời ơi, cái gì vậy? Hả? Tụi nó chơi cái trò gì nữa đây? Rõ ràng tụi nó quề nhau rồi. Để hèn gì mà coi. Dạ. Quân thấy nghi rồi. Lũ em, từ trước tới giờ anh chỉ là một thằng khốn nạn, suốt ngày cờ bạc rượu chè, không giúp gì được cho em mà còn làm cho em phải khổ. Anh xin lỗi em. Anh biết những gì em làm cũng chỉ vì quá thất vọng về anh mà thôi. Anh không trách em đâu. Số nợ lần này anh gây ra quá lớn, bọn chúng sẽ không tha cho anh đâu. Lụa, anh phải đi đây. Hãy tha lỗi cho anh. Trời ơi, ông Phụng ơi, ông Phụng. Nội, sao con dại dột quá vậy? Thiếu bao nhiêu tiền thì để nội trả cho. Tội gì mà phải bỏ đi vậy? Mẹ, mẹ đọc thử thơ của Lụa luôn đi mẹ. Anh, em xin lỗi vì đã phản bội anh. Em biết với những gì mẹ em đã làm, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Bây giờ em không còn mặt mũi nào để nhìn anh và mọi người nữa. Em chỉ biết làm một điều cuối cùng cho anh. Em đã sang sạp hàng và mượn chị Hồng một số tiền để trả nợ cho anh rồi. Em sẽ đi theo chị Hồng làm ăn một thời gian để trả nợ. Em mong anh hãy thay đổi, đừng tiếp tục cờ bạc nữa, mà hãy dành thời gian chăm sóc cho mẹ nhiều hơn. Anh hãy cảm ơn mẹ giùm em vì tất cả những gì mẹ đã làm cho em. Cho dù em không xứng đáng là con dâu của mẹ, em đã viết xong đơn ly dị rồi. Anh có thể ký bất cứ lúc nào anh muốn. Mẹ ơi, trước mắt mình nên đi tìm hai đứa về đi mẹ. Đúng rồi, phải đi tìm. Phải đi tìm hai đứa tụi nó về. Đi tìm bà dạ, ấy đi, con đi. Dạ. Đi đi dạ, con mẹ. Đi tìm tụi nó về. Tìm tụi nó về. Phụng, ê, làm gì gặp tao chạy trốn mày? Tao ê, dạo này mày trốn đâu, kiếm hoài không ra, trốn tao hả? Tao trốn mày chi mày? Tại vì tao, dạo này tao bận quá. Đúng rồi, tao với mày duyên nợ nhiều lắm, trốn đâu không gặp à? Ê, chuyện gì? Sáng sớm đi đâu cầm ba lô mày? Tao đem vô thùng rác. Cái gì? Ba lô còn mới như vậy mà vô? Cho tao ơi. Mày lấy làm gì? Tao thì không, nhưng mà đem về cho đại ca tao xài thì được. Mày biết ổng rồi đó, buồn buồn cắt lỗ tai mấy thằng thiếu nợ, cái ổng bỏ vô đó. Ê Phụng, mày sao hả? Trúng gió hả mày? Để tao kiếm mấy thằng giác hơi cho mày nha. Đậu, mày tha cho tao đi Đậu. Tao hứa mà, tao hứa tao sẽ trả tiền cho mày mà. Mày tha cho tao đi Đậu, tao đang nỉ mày đó. Mày làm gì vậy? Tao hứa mà, mày tha cho tao lần này nha.
Tao hứa tao sẽ trả đầy đủ. Mày đừng có kêu đại ca cắt lỗ tai tao nha. Hiểu rồi. Đậu, như đậu. Nãy giờ mày tưởng tao đòi nợ mày hả? Ủa vậy chứ mày không đòi nợ tao mày kiếm tao làm gì? Đồ ngu. Tiền mày thiếu tao con vợ mày nó trả rồi. Mày nói cái gì? Vợ mày trả tiền tao rồi. Tiền đâu nó trả? Của bà Hồng đó. Bà cho nó mượn để nó đi biên giới với bà. Mày nói thiệt không? Sao không thiệt? Mày cũng biết bả rồi đó. Chuyến này con vợ đi biên giới, thế nào đời nó cũng tàn à. Cái thứ lăn lòn như nó bị bán đi biên giới cũng còn nhẹ đó nha. Ê, tao trả thù cho mày đó. Cảm ơn tao đi. Mày nói cái gì vậy hả? Ai xuống mày làm gì vậy? Tao nói cho mày biết nghe chưa? Con vợ tao mà có chuyện gì mày chết mày với tao đó. Lụa ơi lụa. Con trời, con trời cho bà Hồng được bán qua Trung Quốc. Mày coi chừng tao á. Thằng quỷ. Em vô đó hỏi thử coi. Dạ. Mày biết hết, để qua bên kia nha. Ừ. Alo, ba Lân hả? Tìm được Út Phụng chưa? Chưa. Anh cũng tìm nhiều nơi lắm. Hả? Từ sáng tới giờ em với nội chạy vòng vòng mấy bến xe rồi mà cũng không gặp nó nữa. Ở bến xe cũng không có nữa hả? Trời ơi, chết rồi. Thôi em ráng kiếm nó đi nha. Rồi. Nếu gặp nó gọi cho em liền nghe. Rồi. Vậy nghe. Anh chờ nghe. Rồi. Mẹ à, mẹ hỏi thăm thử người ta coi. Ờ, để mẹ hỏi. Chị ơi, cho tôi hỏi thăm, chị có thấy cái người này không chị? Dạ. Có không em? Em hỏi rồi, không ai biết gì hết á. Alo. Mày hả? Ở đâu đó? Đi về nhà ngay. Cả nhà đang chờ. Cái gì? Ở đâu? Rồi. Được rồi, tao tới liền, vậy nghe. Út Phụng đó hả? Bây giờ nó đâu con? Nó nổi chơi con chút đi. Cảm ơn chị. Alo. Cái gì? Hả? Nói với mẹ là tìm được Út Phụng rồi nghe. Rồi, anh với mẹ tới liền ha. Rồi, đứng đó chờ nghe. Rồi, được rồi, em tới liền. Lên xe. Có tên rồi hả chị? Ừ. Sao mặt mày buồn hiu buồn hắt vậy em? Kiểu này thì còn làm ăn gì được nữa. Dạ, không có gì đâu chị. Nhớ chồng phải không? Em á, thiệt là ngu quá. Có thằng chồng khốn nạn vậy, bỏ được thì bỏ đi. Vậy là mừng lắm rồi. Buồn chi cho nó mệt vậy? Chị không hiểu em đâu. Mặc dù á, là anh có nhiều thói hư tật xấu thiệt đó, mà không hiểu sao em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. Em biết á, đàn bà ở tụi mình á, cần nhất là cái gì không? Tiền, vàng, nhà lầu, xe hơi. Có mấy cái thứ đó rồi á thì đàn ông á nó phải khổ vì mình, chứ mình không bao giờ khổ vì nó đâu. Thôi em đừng có buồn nữa, cứ đi với chị đi, chắc chắn em sẽ đổi đời thôi. Đến khi á, em giàu có rồi thì muốn kiếm đứa nào làm chồng lại không được. Lúa, đi về em. Gì vậy? Sao anh biết em ở đây vậy? Đi về đi rồi đó sao?
Vô. Không có được. Em không về đâu. Cái gì vậy em? Em không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa hết á. Đúng đó. Cổ không về đâu. Bày im đi. Lụa, anh biết hết rồi. Em đã hy sinh cho anh quá nhiều. Anh không muốn em ra đi đâu. Lụa, đi về với anh đi lụa. Đi lụa. Lụa. Nhưng mà trở về nhà thì sao? Rốt cuộc tình cảm của hai đứa mình cũng như trước thôi. Em mệt mỏi lắm rồi. Lụa. Không, anh hứa mà. Anh hứa anh sẽ bỏ cờ bạc. Anh không đánh đập em. Vợ chồng mình sẽ làm lại từ đầu nha em. Nha em. Nha. Mày á, đừng có ở đây mà ngon ngọt dụ dỗ nó nữa. Cái thứ đàn ông cờ bạc như mày á, có đánh tới chết á, cũng làm khổ vợ con thôi à. Lụa, em cứ ở lại với chị, đừng đi theo nó. Bà, đi biết chưa? Coi chừng tôi xử bà cho bà biết. Anh à, anh làm cái gì vậy? Chị Hồng giúp đỡ em nhiều lắm đó. Giúp đỡ cái gì em, mà giúp đỡ? Em xin lỗi chị nha. Em qua đây, qua đây. Em đừng có tin cái bà đó. Bà lừa đảo em đó. Bà định bán em qua biên giới cho em biết. Đừng tin lụa. Cái gì? Bán em đi đâu? Bán qua Trung Quốc. Anh nói thiệt hả? Nè nè nè, mày đừng có vu khống nghe chưa. Tôi vu khống cái gì hả? Tao bắt nó hồi nào chứ? Tại nó tự nguyện theo tao thôi. Đó, em thấy chưa? Em thấy bà nói cái gì chưa? Chị, tại sao vậy? Em không đi với chị nữa đâu. Đi về. Nè, tụi bay giữ nó lại. Nè, làm gì có chuyện dễ dàng vậy con? Nhắc cho cô em nhớ nha. Cô em mượn số tiền không nhỏ để trả nợ cho thằng này nha. Thôi được rồi, số tiền đó tôi sẽ trả lại cho chị được chưa? Tiền trao là cháo múc. Mày định lật lọng hả? Tao thách hai vợ chồng mày bước ra khỏi nhà này đó. Nè, mày nói cái gì hả? Hả? Đi mày lại coi. Mày làm cái gì vậy? Mày nói cái gì mà nói lại được nữa coi. Hả? Bây giờ sao? Tao chấp hết cả nhà tụi bay á. Chấp hả? Đi mày. Buông ra. Cả nhà mày cũng kéo tới đây rồi. Bà làm gì được hả? Bà dám lặp lại cô đó không? Nhưng anh ơi. Nhưng mà nó mượn tiền tôi mà. Tự nguyện nó đến đây mà. Tôi đâu có ép nó đâu. Sao sao sao? Mày giỏi mày đụng tới vợ chồng ông Phụng coi. Hả? Bây giờ bà muốn thả người hay là muốn ngồi bốc lịch hả? Nhưng chuyện bà bán người qua biên giới là ở tù một công rồi đó nghe. Nhưng mà nó mượn tiền tôi mà. Chính nó năn nỉ tôi mà. Tôi đâu có ép nó đâu. Thôi được rồi. Nó mượn bao nhiêu nói đi, chúng tôi sẽ trả lại. Có tiền thì trả liền à. Nói đi. Nhưng mà tôi nói cho biết nha, tiền của tôi là tiền chạy chứ không phải tiền chết đâu. Tiền chạy là sao? Nó mượn tôi tất cả là 40 triệu, tính cả vốn lẫn lời luôn là 50 triệu. Hả? Bây giờ mấy người có tiền trả liền đây. Cái gì 50 triệu? Có không? Đồ ăn cướp ngay. Bà nói cái trả gì? Trả đi. Bà quá đáng quá. Thôi được rồi, ngày mai gia đình tôi sẽ trả đủ cho chị, được chưa? Mẹ cũng ơi. Được. Nhưng mà nhớ là phải giữ lời đó nghe chưa. Tôi tạm tin bà đó. Lụa, qua đây con. Qua đây con. Đừng nghe mày. Vậy được rồi ha. Đi về đi các con. Đi về đi. Mẹ, về đi mẹ. Đi đi mẹ. Cướp. Mất tôi chiến hàng này rồi. Thiệt tình. Anh. Ừ? Em về khi nào vậy? Sao không nói để anh về sớm? Em á, chỉ dọn dẹp chút đỉnh thôi. Làm phiền anh làm gì? Anh, thay đồ đi rồi ăn cơm. Ừ. Ủa? Con. Mẹ. Về rồi hả? Dạ. Đừng có nhìn mẹ với ánh mắt đó nha. Bảo Trân nó có cho mẹ làm gì đâu. Tự mẹ thích thì mẹ làm vậy mà. Ngồi xuống đây, ngồi xuống. Sao? Cái chuyện đi công tác ở miền Trung con quyết định sao? Dạ, con đã lên kế hoạch rồi mẹ. Chắc một thời gian ngắn nữa con sẽ đi thôi.
Con à, con không thấy là Bảo Trân đang thay đổi hay sao? Mẹ thấy nó thật lòng với con lắm á. Dạ, con nhìn thấy Bảo Trân đang thay đổi. Nhưng mà những gì cô ấy làm bây giờ không giống như con người cô ấy trước kia. Con không muốn gì con mà cô ấy phải sống một cuộc sống gò bó, không là chính mình. Mẹ thì mẹ không nghĩ vậy. Mẹ thấy Bảo Trân làm tất cả những điều này là vì nó nhận thức được trách nhiệm của một người vợ. Và quan trọng hơn là nó còn yêu con. Thật tình con không dám tin mẹ. Thôi, hôm nay mẹ không muốn làm cho con buồn nghe. Làm hỏng cái bữa cơm vui vẻ mà Bảo Trân nó dành cho con. Trân ơi, con à, à mẹ về nghe. Mẹ, ở lại ăn cơm với tụi con đi mẹ. Thôi, cái bữa cơm này á là chỉ dành riêng cho hai người thôi. Mẹ về còn có chút công chuyện ở nhà mà. Nè, hai đứa phải nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn, nghe chưa? Dạ. Dạ. Anh, lên thay đồ đi. Xong rồi anh thưởng thức những cái món ăn Trân khen Cúc của em. Nội, nội gọi con có chuyện gì hả nội? Nội cứ nhớ đến đứa chắc đích tôn của nội mà trong lòng nội lo lắng thấp thỏm. Nội muốn con đưa bà Tuyết về đây gặp nội liền. Dạ không được đâu nội. Nếu con sợ hả, để nội đi nói với mẹ con với con Thủy ha? Nhất định cho bằng được chắc đích tôn của bà nội. Phải sanh ra trong cái nhà này, phải ở trong cái nhà này mới được. Rõ chưa? Nội, mẹ. Bạch Tuyết đã đỡ chưa con? Dạ Bạch Tuyết không cho con vô thăm. Cô cũng đã thuê người chăm sóc rồi mẹ. Và hơn nữa, mấy ngày nay mẹ con Ngọc Thủy cũng có vào ghé thăm. Con thấy mọi việc cũng ổn rồi mẹ. Mẹ nghĩ ổn hay không ổn là do con đó. Ba Lân à, con còn muốn thử thách lòng con Thủy bao lâu nữa hả con? Bộ con nghĩ là tự nhiên mẹ đưa vợ con tới chăm sóc cho bà Tuyết hay sao? Mẹ cố tình sắp xếp như vậy là để chứng minh cho con thấy một điều là vợ con nó đã biết lỗi và thật lòng muốn sửa đổi. Đâu có phải người đàn bà nào cũng có thể tới chăm sóc cho tình nhân của chồng mình đâu con. Nếu là Ngọc Thủy trước đây, liệu nó có làm điều đó không? Con suy nghĩ lại đi con. Con cũng cảm nhận được những điều mà mẹ nói, nhưng con vẫn thấy khó tin là vợ con có thể thay đổi được. Con thực sự không ngờ là mẹ có thể cảm hóa Ngọc Thủy hay như vậy. Anh, ngồi đây đi. Đây nè, hôm nay á em nấu những món anh mà anh thích nè. Đây á là canh riêu cá, đây á là sườn nướng mật ong, còn đây á là tôm chiên dừa. Anh ăn thử coi sao. Dù anh biết là em học từ mẹ, nhưng mà em nấu không hề thua mẹ đâu. Tôi khẩu vị hơi khác với mẹ một chút, nhưng mà ngon lắm. Thực ra là khi học từ mẹ nấu món này á, em có thay đổi một chút ít.
món sườn nướng mật ong này á, sau khi ướp sườn với các gia vị xong á, thì em bỏ thêm mấy lát thơm vô nữa và nướng sườn vàng đều luôn. Vì vậy á, sườn á vừa có mùi của mật ong nè, vừa có mùi của thơm nữa. À còn nữa, đây nè, còn đây là món tôm chiên dừa. Anh ăn thử coi. Lần trước á, mẹ chiên tôm với muối. Lần này á, em đổi lại một chút. Trứng á, em đánh đều ra, xong em nhúng tôm vô, xong em lăn qua bột, rồi đem chiên vàng đều như vậy nè. Anh ăn coi mùi vị khác không? Vậy hả? Khác đúng không anh? Ừ. Còn nữa đây, đây, đây đây, còn món canh riêu cá nè. Anh nếm thử coi nó làm sao nha. Nè anh, nè. Không ngờ mới học nấu ăn mà tiến bộ nhanh vậy đó. Với lại còn biết sáng tạo thêm nhiều kiểu nữa. Đúng rồi. Anh nếu vậy thì á, anh cho em đi theo anh trong chuyến công tác sắp tới nha. Em á, em đi theo anh nè, em sẽ nấu cơm cho anh ăn nè, chăm sóc anh nè. Với lại á, mẹ cũng có nói vợ chồng mình nên ở gần nhau hơn. Anh cho em đi theo nha. Nha. Anh nghĩ là em không nên quyết định vội vàng như vậy. Sao vậy anh? Không phải anh thích em trở thành một người phụ nữ đảm đang vậy sao? Em đang cố gắng làm điều đó nè. Trân à, anh biết là em đang cố gắng để thay đổi, nhưng mà em không cần phải thay đổi như vậy đâu. Em vốn dĩ không phải là người phụ nữ của gia đình. Nếu mà ép lòng về anh như vậy thì sự ép lòng đó sẽ kéo dài được bao lâu hả em? Nhưng mà em tự nguyện mà. Em không cần phải tự lừa dối mình như vậy đâu. Chẳng qua em làm mọi chuyện vì tính hiếu thắng của mình thôi. Em không muốn mất anh và thất bại trong hôn nhân đúng không? Anh nghĩ em vậy thiệt sao? Anh không hề muốn vợ chồng mình tranh cãi đổ lỗi cho nhau nữa. Anh chỉ muốn cả hai nên thẳng thắn và tỉnh táo nhận ra một điều. Chúng ta không phải là những người dành cho nhau. Anh nghĩ là lúc này giữa chúng ta chưa bị ràng buộc về con cái thì nên giải quyết dứt khoát với nhau đi, cho hai bên nhẹ nhàng. Mà như vậy cả hai sẽ cảm thấy thanh thản hơn em à. Mẹ nói là tụi con phải đi đâu với mẹ mà. Sao mẹ chưa thay đồ? Hai con ngồi xuống đi đã. Hai đứa đã lấy lại tinh thần để cùng nhau làm lại từ đầu chưa? Dạ. Sạp hàng mẹ đã chuộc lại cho vợ chồng con rồi đó. Mẹ, hai đứa ráng hòa thuận làm ăn, đừng có phụ lòng mẹ và các anh chị nghe. Mẹ thương tụi con quá à. Con cảm ơn mẹ. Các con à, đừng có vội cảm ơn mẹ. Nếu hai đứa muốn cảm ơn mẹ thì phải chịu khó làm ăn đi. Mẹ biết là sau những chuyện vừa xảy ra, các con cũng đã rút ra được một điều gì đó cho bản thân mình rồi.
Nhưng ở đời ai mà không phạm phải sai lầm. Nhưng vượt lên những sai lầm đó, mẹ tin là nếu hai đứa quyết tâm sửa đổi bản thân thì không có việc gì mà làm không được cả. Ông bà xưa người ta có câu là thuận vợ thuận chồng, tác biển đông cũng cạn mà. Dạ, cảm ơn mẹ nhiều lắm. Tụi con hứa là tụi con sẽ cố gắng không làm cho mẹ buồn nữa. Bây giờ ra ngoài chợ dọn dẹp sập hàng lại, lấy hàng về bán, nghe chưa? Dạ. Dạ. Con đi nha mẹ. Dạ đi. Con đi. Nội, thích ăn gì con mua nha. Thôi, đồ ngán rồi. Dạ. Dạ. Cái con... gì vậy? Con xin phép nội, con xin phép cô cho con được nghỉ việc. Hả? Con nghỉ mấy ngày? Dạ, con xin nghỉ luôn ạ. Hả? Ủa, sao vậy? Sao vậy? Có chuyện gì vậy con? Sao tự nhiên con lại xin nghỉ việc đột ngột vậy? Hả? Dạ. Hay là con đòi tăng lương? Muốn gì nói đại đi chứ nội ghét làm vậy lắm á. Dạ không phải đâu nội. Con à, con có việc riêng cho nên con phải về quê gấp à. Mai à, có phải vì anh mà em nghỉ việc không? Anh có làm gì em đâu, tự nhiên đòi nghỉ việc. Anh làm gì vậy? Anh đừng có như vậy được không? Tôi không có thích làm món đồ chơi của ai hết á. Tôi nghèo vậy đó, nhưng mà tôi có lòng tự trọng mà. Mai à, anh thật sự yêu em mà. Buông ra đi. Em có thể nói anh cái gì cũng được, anh không phải là người đàng hoàng hả? Nhưng mà tình cảm của anh dành cho em là sự thật. Em nói vậy là xúc phạm đến anh đó. Nè nè nè. Dạ, dạ, dạ. Hai đứa có chuyện gì vậy? Dạ. Nè dạ. Ngồi xuống đó đi. Sao mà kỳ vậy? Ở đâu mà có chuyện yêu đương ở đây? Hả? Như vậy là sao? Hả? Nội, mẹ, hôm nay con xin thưa là con, con yêu Mai. Hả? Vậy con muốn cưới Mai làm vợ. Hả? Trời, bộ mày điên hả? Con nghĩ sao mà con yêu con Mai? Trời đất ơi, nó chỉ là con giúp việc trong nhà thôi mà. Nó đâu có xứng với con. Ngồi xuống đi. Nội à, nội nói chuyện gì kỳ quá. Giúp việc gì chứ? Con không được nói gì hết trơn á. Nội không ủng hộ cái chuyện này. Nội, còn con Mai nữa, sao bữa nay mày sinh tật đều vòng quá vậy? Hả? Mày liêu hồn nghe chưa? Cứu gói ra khỏi nhà tao đi. Mẹ. Nội à, nội đừng nói vậy được không? Con yêu Mai bởi vì Mai chân thành, Mai đảm đang giống như mẹ con vậy đó. Chứ Mai không phải giống như là người như nổi nói gì đâu. Con không chịu đâu. Mai phải ở đây với con à. Làm gì vậy? Trời ơi, tức quá mà. Đó, nội thấy không? Con yêu Mai đó. Mà nội thấy cổ có chấp nhận con đâu. Con níu kéo hoài mà có được đâu. Con chưa chịu con nữa đó. Trời ơi, sao mà già mà mày dại quá vậy không biết nữa. Nè, muốn bắt thì phải thả. Mẹ không hiểu hả? Đứa nói chi vậy? Nè, còn con này, đi vô dọn đồ, đi khuất mắt tao. Mai, Mai không được đi đâu hết. Nội, con yêu Mai chân thành. Nếu như mày đi đâu, con sẽ theo đó đó. Hả? Mày dám bỏ nhà theo nó hả? Mẹ ơi, hài lòng à. Cậu buông ra đi. Không được ăn nói hồ đồ như vậy. Không được hỗn với nội. Mẹ nghĩ là con nên suy nghĩ chín chắn hơn đó. Nghĩ cả mẹ mà cũng không tin con sao? Không phải là mẹ không tin con, mà tại vì con chưa làm cái gì cho mẹ tin từ trước tới giờ hết á. Từ trước tới nay trong chuyện tình cảm, con lúc nào cũng hành động bồng bột sốc nổi. Mai tuy là người giúp việc trong nhà, nhưng thật lòng mẹ thương Mai như là con gái vậy. Mai đã có một lần gian dở rồi. Mẹ nghĩ con cũng không muốn vì sự cảm tính của mình mà làm cho cô ấy phải lỡ dở một lần nữa. Đúng không? Vì vậy mẹ đồng ý cho Mai nghỉ việc trong gia đình mình. Khi mẹ. Anh Hải.
Dạ. Chào chị. Dạ. À, mời hai người ngồi. Dạ dạ. Đây là chú Hải, là bạn cũ của cô. Chú ấy là chủ tiệm mai danh tiếng và lâu năm của Sài Gòn đó. Dạ, chào chú. Hôm nay cô dẫn con tới đây để nhờ chú dạy nghề cho con. Còn đây là Mai, con gái nuôi của tôi. Hôm trước tôi có điện thoại cho anh rồi đó. Dạ. Mong có gì anh giúp đỡ giùm. Chị yên tâm đi, chỗ bạn bè cũ với nhau mà. Từ trước tới nay chị sống tình nghĩa, ai cũng biết hết trơn. Tôi rất quý chị. Người mà chị giới thiệu nhất định là tôi phải chỉ dạy thiệt tình đó nghe. Huống hồ đây là con gái nuôi của chị nữa chứ. Nhưng mà tôi chỉ ngại một điều là cái nghề này phải chịu khó, chịu cực mới được đó nghe. Dạ, không sao đâu chú. Con chịu cực được, không sao hết. Con mong là chú giúp đỡ chỉ dạy cho con. Nếu mà cô có cái chí cầu tiến vậy là tốt đó. Dạ. À, xin lỗi hai mẹ con, tôi có điện thoại tiếng nha. Dạ. Ngồi chơi nha. Cô ơi, sao cô lại giúp con? Sao cô tốt với con quá vậy? Con đã giúp cô rất nhiều. Chỉ riêng cái chuyện con làm cho Hai Long thay đổi là cô đã phải cảm ơn cô nhiều lắm rồi. À, chuyện anh Hai? Dạ không, con không có làm gì hết đó cô. Thật lòng thì cô rất quý con. Chuyện của con với Hai Long cô không phản đối đâu. Nhưng cô cũng muốn hai đứa phải suy nghĩ thật nghiêm túc. Cả hai cũng không còn nhỏ dại gì. Cô không muốn là con quyết định vội vàng. Hãy để cho mọi chuyện diễn ra một cách rất là tự nhiên. Nếu hai đứa thật sự có duyên nợ với nhau thì tốt. Còn nếu không, cô vẫn coi con như là con gái nuôi của cô vậy. Con đừng có ngại. Dạ. Con cảm ơn cô. Em thức mấy đêm liên tục rồi. Em biết như vậy có hại cho sức khỏe lắm không? Đã vậy rồi em còn làm việc liên tục như vậy nữa. Em muốn bệnh của em nặng thêm hả? Sao không biết tự lo cho mình vậy? Em phải giết mới được. Nếu mà em không giết chắc em điên lên mất. Mọi cảm xúc trong người em đều cháy bỏng và đầy ắp hết. Nếu mà anh bắt em dừng lại, chắc anh phải chữa thêm bệnh thần kinh cho em nữa đó. Em đừng có ngang bướng như vậy nữa. Em lúc nào cũng không chịu nghe lời người khác hết đó. Nè, em uống đi. Lại sữa nữa. Thôi, em không uống đâu. Em chịu khó uống đi, rồi lên giường nằm ngủ. Nhìn mắt em kìa,
thăm quần hết rồi. Thôi, chợp mắt chút xíu cho khỏe đi em. Mẹ kính yêu của con, tuy mẹ không sinh ra con, nhưng mẹ là người đã mang lại cho con nhiều hơn những gì con trông đợi. Mẹ không chỉ cho con một người đàn ông con yêu thương nhất, mà còn thay đổi con thành một con người khác từ khi được gần mẹ. Mẹ dạy cho con ý nghĩa của cuộc sống, của gia đình, dạy cho con biết là một người vợ, một người con trong gia đình. Con không còn có cảm giác về khoảng cách mẹ chồng, nàng dâu. Con yêu quý mẹ rất nhiều. Tặng mẹ chồng yêu cuốn thơ này, kính dâng. Dạ, cô Mai tốt lắm đó nha. Cô cắt được như vậy là khéo tay lắm đó. Nè, cô chú ý á, ráp cái đường cong này nè. Mà cô ráp được như vậy á, là tiến xa đó. Tương lai tiến bộ trong nghề đó nha. Dạ, cảm ơn chú. Cô có thấy anh chàng mà hay ngồi ngoài quán trước đó không? Dạ, có gì không chú? Không biết sao mà từ ngày cô vô đây làm tới giờ nè, ngày nào ông cũng uống cà phê ở cái quán đó. Không biết ông có tình ý gì không nữa. Thôi được rồi, cô làm tiếp đi nha. Có chuyện gì mà em phải hẹn anh ra cà phê nói chuyện vậy? Chuyện tụi mình em không muốn các con nghe thấy rồi nó lại buồn. Em biết thời gian qua em có nhiều chuyện khiến anh không vui. Em biết bây giờ trong mắt anh em là một người xấu xa. Tình cảm của anh dành cho em không còn như ngày xưa nữa. Hơn nữa, bây giờ anh đã có Bạch Tuyết. Bạch Tuyết có thể sinh cho anh một đứa con trai. Điều mà em không thể làm được. Bây giờ em nói với anh tất cả những chuyện đó có ý nghĩa gì? Em đồng ý ly dị. Khi chúng ta ly dị rồi, anh có thể tự do đến chăm sóc cho Bạch Tuyết mà không phải e ngại điều gì cả. Thực ra mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Anh xin lỗi. Alo. Lý hả? Dạ cảm ơn. Ông đang làm gì vậy? Có chuyện gì vậy nội? Con cái thằng ba đó chứ ai. Mau về đây đi, chứ nói chuyện điện thoại không có tiện đâu. Dạ. Đúng là em không còn vị trí nào trong cái nhà này. Đến cả nội cũng đối xử với em như vậy. Nội nói gì với em vậy? Em định nói nhiều hơn, nhưng thật ra nói ngắn gọn vậy cũng hay. Em đồng ý ly dị. Ừ.
Anh đã nói với em rồi, sao không chịu nghe lời anh vậy? Hôm nào em cũng ngồi viết vậy à? Em còn có mấy trang nữa à. Anh để cho em viết xong đi. Anh đừng có làm đứt mạch cảm xúc của em mà. Không được, em đi qua đây ngồi. Em mà cứ như vậy hoài á, cả đời em cũng không có hết bệnh đâu. Áo dài tím bước hôm nay, trải qua mấy chặng đường dài năm xưa. Thời gian nay đã lạnh mưa, hoa sim trở lại tím mùa nắng. Rời mắt hoa sim tím phố phường, lội dòng suối biếc núi sông Hương. Đôi giày kết bụi hành quân ấy, in dấu thời gian mọc tím đường. Anh có sao không? Không sao. Cô Trân à, cô làm ơn đi, cô bệnh như vậy á mà cô cứ đi tới đi lui hoài, tôi biết ăn nói sao với ba cô đây hả? Tôi khuyên cô nè, ngồi xuống, gác giò lên, nằm xuống. Anh làm ơn đi, chỉ có mấy câu thơ là xong rồi. Anh làm tôi mất cả mứa hết trơn à. Nằm xuống. Anh dám hả? Sao không dám chứ, cô là bệnh nhân của tôi mà. Chính vì vậy mà cô phải nghe lời tôi biết không? Nếu cô mà còn ương bướng nữa hả, tôi sẽ chích cô một phát. Cô ngủ luôn đó nghe chưa, biết không? Trách nhiệm của anh cao vậy đó hả? Chứ sao? Anh có ở bên tôi suốt đời để cho tôi uống thuốc không? Cô kia yên tâm đi, tôi sẽ ở bên cô suốt đời luôn. Bây giờ thì ngủ nha. Nè, tin thì không đó? Không tin hả? Không. Không tin chứ gì. Được rồi. Hỡi cô bệnh nhân bé bỏng của tôi ơi, hãy nằm yên để cho tôi điều trị. Anh biết làm thơ nữa đó hả? Tất nhiên rồi, chăm sóc cho em bao lâu nay, chẳng lẽ em không biết làm thơ hay sao chứ? Anh, hay là bây giờ mình đổi vị trí đi. Từ trước tới giờ em là bệnh nhân của anh rồi, bây giờ tới lượt em là bác sĩ, anh là bệnh nhân. Nhưng mà bác sĩ này có chứng chỉ hành nghề không đây? Chưa có, nhưng mà bác sĩ này cũng có một số kinh nghiệm mà nha. Thiệt đó hả? Đương nhiên, kinh nghiệm này á là được rút ra từ những lần bị khám trước đây á. Em ơi, ở đây có thay nút áo. Đứt nút, mất nút luôn, thay nút mới cũng được. Không có. Tối nay có rảnh không? Anh muốn mời em đi chơi. Bộ em ghét anh dữ vậy hả? Em định tránh anh cả đời hay sao? Nè, ủa từ trước đến giờ tôi có nói câu tôi thích anh không? Tôi nói cho anh biết, tôi rất là bận rộn, ban ngày tôi phải vừa học vừa làm nữa. Tôi không ăn ở không như anh để suốt ngày mà tối đi chơi đâu. Tối phải nghỉ ngơi đó biết không? Khi nào em rảnh thì đi ha. Ê, cái chừng đó. Yeah.
tới rồi hả? Con ngồi xuống đây đi. Mà chuyện của mẹ con Bạch Tuyết đó, nội nói qua điện thoại cũng lâu rồi. Con nghĩ sao? Con à, thật ra cái chuyện này thì cũng dễ giải quyết mà. Nội biết con cũng đang đắn đo, nếu mà ly dị ba lần rồi sau này con sẽ sống ra sao. Nội thấy con cũng là một người thông minh mà rất xinh đẹp. Con ly dị rồi á thì có thể là có một dịp may nào khác đó, có khi con kiếm được một người tốt hơn bằng ba lần thì sao. Con cũng biết đó, dầu thằng ba lân nó có hiện đại đến đâu, nhưng mà nó không có một thằng con trai để nối dõi. Mỗi khi nó ra ngoài đường, nó bị bạn bè nói ra nói vô thì cũng tội nghiệp cho nó lắm. Mà con không thể sanh cho nó được một thằng con trai. Thôi thì bây giờ vậy. Thôi nội à, nội không chấp nhận con phải không? Bây giờ nội không cần nói nữa, con hiểu mà. Con chấp nhận ly dị với anh ba lần. Hả? Như vậy nội hài lòng chứ? Nhưng mà con biết như vậy thì tốt. Thưa nội. Dạ. Ủa, con về rồi hả? Mau ngồi xuống đây. Nè, nó ngồi đi con. Nè, con ngồi đi con. Nè, mấy đứa đó ơi, con Bạch Tuyết nó về rồi nè. Nè con mệt lắm không con? Nè, mệt lắm rồi phải không con? Nè, mang bầu mà đi lại vậy không có tốt đâu con. Để nội rót nước con uống nha. Lụa, đứng đó mà nhìn gì, lại rót nước cho nó uống đi con. Đi, đi, nhanh rót nước cho chị uống đi. Dạ. Con thấy trong người ra sao rồi? Dạ, con khỏe rồi. Dạ. Nè, con không được chủ quan nha không? Phụ nữ mà mang thai á, phải kiên cử dữ lắm. Ha. Con nên nhớ là con đang mang một cái dòng máu của chắc nội đích tôn ở đây rồi đó nghe. Con phải giữ à. Nội ơi, vì việc này mà hôm nay con với anh Ba Lân muốn là về đây thưa chuyện với nội, với lại cả nhà. Thôi, con mới ở bệnh viện về, con đang mệt lắm, con nghỉ cho khỏe đi. Rồi, có chuyện gì từ từ mình tính sao. Nội à, hôm nay tụi con phải nói, nếu không để chuyện này kéo dài tụi con thấy cũng không hay đâu. Con muốn nội và tất cả mọi người hiểu rõ chuyện của con và Bạch Tuyết. Thật ra giữa con và Bạch Tuyết không có chuyện gì hết. Đứa con mà Bạch Tuyết đang mang thai cũng không phải là con của con nữa. Hả? Thôi mà, nội đã giải quyết hết với con Thủy rồi, không có cái gì mà chối hết á. Anh Ba Lân sợ con xấu hổ nên không dám nói sự thật. Thật sự là con có ăn ở với một kẻ sở khanh lừa đảo. Sau khi lấy hết tiền bạc của con rồi, hắn bỏ trốn. Không ngờ con lại mang thai với hắn. Đang bơ vơ thì có anh Ba Lân giúp đỡ con như một người anh trai. Khi xài hết tiền bạc rồi, tên sở khanh đó quay lại. Và để tránh phiền phức cho con, anh Ba Lân đã ra mặt nhận làm cha đứa bé. Vậy là thằng tặng giấc mơ có tới các phụ nội rồi. Tụi bay gạt tao. Nội khoan, chị Tuyết á, chị có gạt gì nội đâu. Tự nhiên nội hiểu lầm xong nội la làng lên chứ có ai gạt gì. Đúng rồi. Đừng có đến nữa. Nội. Chị Thủy à,
Em có lỗi với chị nhiều lắm. Chính em là người đã gây ra sự hiểu lầm đáng tiếc này, khiến anh chị phải khó xử. Bây giờ em không muốn tiếp tục gây ra hiểu lầm nữa. Em mong anh chị hãy làm hòa với nhau đi. Có như vậy em mới không áy náy nha chị. Bạch Tuyết nói phải đó con. Bây giờ mọi chuyện đã quá giải rồi. Hai đứa hãy bỏ qua tất cả những chuyện cũ mà làm lành với nhau, để cho các con còn yên tâm học hành nữa. À thì ra chú là con của chị Tâm hả? Dạ. Ủa chú thứ mấy? Con là con trưởng. À vậy hả? Con là Hai Long. À vậy hả? Tướng tốt ghê ha. Năm nay được nhiêu tuổi rồi? Dạ con chào chú. Cô Mai về rồi hả? Nè cô Mai có nhớ anh chàng này không? Anh chàng mà mấy bữa hôm trước tôi nói với cô đó, thì ra ảnh là con trai lớn của chị Tâm. Chắc hai người quen biết nhau phải không? Dạ tụi con thân. Dạ chú ơi chú, con có mua mấy cái đồ phụ tùng chú dặn hết trơn rồi. Chú coi coi có cần kiểm tra lại không? À thôi được rồi, bây giờ cô đem vô cô để riêng ra từng loại, để khi mình cần xài thì mình lấy ra mình xài ha. Dạ vậy con đem vô hả chú ha? Dạ con vô nha chú. Liệu hồn. Ngồi xuống đi, ngồi xuống. Sao rồi? Sao trăng gì, khát nước muốn chết đây nè. Khát nước hả? Anh ơi, cho xà bốn phụng hai chai nha. Ê, anh đã hứa với em là không đánh đề rồi mà. Không phải, anh chưa nước cho em uống. Rồi, đem lên liền nha. Sao rồi em? Bác sĩ nói sao em? Bác sĩ nói... Nói sao? Em... Chuyện gì đây? Em có thai rồi. Hả? Thiệt hả? Em có thai thiệt hả? Nhưng mà... Anh sắp được là ba rồi hả? Nhưng em quyết định bỏ rồi. Cái gì vậy? Sao bỏ? Thì em sợ nó giống anh. Trời ơi, con anh không giống anh chứ giống ai bây giờ? Không lẽ giống... Em sợ tính nó giống tính cờ bạc của anh đó. Tôi xin thề, Út Phụng này xin thề, từ nay sẽ không bao giờ cờ bạc nữa. Không bao giờ chơi cái đầu đá banh. Sẽ tu chí làm ăn. Sẽ ráng là một tấm gương tốt cho con sau này. Tôi xin thề. Ơi, tụi con về rồi nè. Giỏi. Hai cô công chúa của ba về rồi đó hả? Dạ, ba. Hôm nay ba nấu món gì vậy ba? Bữa nay ba nấu món cày ri gà mà tụi con thích ăn nhất á, tụi con chịu không? Dạ, ba ngon ba. Cha, ý, gì mà ba cha kìa. Con vui quá vậy? Em mới đi làm về hả? Mệt không? Ngồi xuống nghỉ đi. Nè, mẹ mua bông đẹp không? Dạ đẹp. Cuối cùng á, gia đình của chúng ta đã vui vẻ trở lại như xưa rồi. Cảm ơn cô Bạch Tuyết đã nói ra sự thật để ba mẹ hòa thuận với nhau. Nè, người mà chúng ta cần cảm ơn á chính là bà nội của hai con đó. Nếu như không có bà nội thì cả nhà chúng ta đâu có được giây phút đoàn tụ như ngày hôm nay. Đúng rồi, phải không bà nội? Thank you.
về rồi hả? Em đã viết xong trang cuối cùng của tác phẩm rồi. Bây giờ em có thể cùng anh viết một tác phẩm khác được không? Tác phẩm gì vậy anh? Đó là một tác phẩm mà viết về gia đình Quý Gia Trân. Em đồng ý không? Quyển sách đó sẽ là minh chứng cho những năm tháng tình yêu và hạnh phúc của chúng ta. Em đồng ý không? Bữa nay mẹ họp các con lại vì mẹ có chuyện muốn nói. Sau nhiều chuyện xảy ra, mẹ rất mừng khi thấy gia đình mấy đứa yên ấm, hạnh phúc. Dạ, tất cả cũng nhờ có mẹ. Dạ, tụi con phải cảm ơn mẹ nhiều lắm. Nếu không có mẹ thì... Nhưng mà điều quan trọng là do các con. Các con còn yêu thương nhau, còn rộng lượng bỏ qua những lỗi lầm cho nhau để cùng gây dựng lại gia đình. Tụi con phải cảm ơn mẹ bằng cách là tụi con phải sống thật tốt. Mấy em à, mẹ đã lo cho tụi mình nhiều. Bây giờ tụi em lớn rồi, phải biết suy nghĩ. Mỗi đứa một hoàn cảnh, đừng để cho mẹ lo nữa, hiểu không? Nói thiệt, trong bốn đứa, chín con là cái người mà mẹ lo nhất đó Hai Long. Con? Đúng rồi đó, chứ còn ai nữa. Gia đình này á chỉ còn có một mình anh là chưa có vợ thôi đó. Nhưng mà giờ đây thì con đang vun đắp tình cảm với Mai, mẹ yên tâm lắm. Mai là một cô gái tốt, con phải biết thương yêu, phải biết trân trọng nó, nghe chưa con? Nè, cô nói gì thì cô nói lẹ đi, chứ tôi không ngồi đây nghe cô nói nhảm đâu. Dạ thưa mẹ, con đã nghĩ rất kỹ rồi. Tụi nhỏ giờ cũng đã yên ổn rồi, con thấy mình cũng đã làm hết trách nhiệm với gia đình. Cho nên con... Sao? Con muốn gì nữa đây? Dạ, con muốn... con muốn xin phép mẹ cho con vô chùa ở. Ủa? Mẹ nói cái gì vậy mẹ? Mẹ nói cái gì vậy mẹ? Mẹ, sao lại vô chùa? Thôi sao lại vô chùa? Cái gì vậy? Các con à, nhưng mà... bình tĩnh. Bình tĩnh nghe mẹ nói đã. Mẹ có một người bạn ở trong chùa. Cái chùa đó ở ngoại thành thôi. Ngôi chùa yên tịnh, ở đó tu hành yên tịnh. Cho nên mẹ nghĩ là mẹ sẽ sống những ngày cuối đời ở đó. Lúc này mẹ cần sống cho mình, không phải vướng bận chuyện gì nữa. Nếu các con thương mẹ thì các con đừng cản mẹ nữa. Cả đời mẹ đã lo cho chồng và cho các con rồi. Chẳng lẽ những ngày cuối đời của mẹ không để mẹ sống một cách thanh thản được sao các con? Mẹ, nếu con có lỗi gì, con sẽ sửa đổi. Mẹ đừng bỏ con vậy. Tự nhiên con cái đầy đàn, đứa nào cũng có địa vị hết, đứa nào cũng tốt với mẹ hết, lo cho mẹ được mà. Tự nhiên bây giờ mẹ vô chùa ở là sao mẹ? Mẹ à, mẹ đừng làm vậy nha. Làm vậy sao con yên lòng được hả mẹ? Các con hiếu thảo với mẹ, mẹ biết chứ. Còn việc mẹ sống trong chùa là để mẹ tìm sự bình yên trong tâm trí, giữ hồn vô buồn vô lo trong kinh kệ. Đó là hạnh phúc của mẹ. Các con phải vui, phải ủng hộ mẹ. Đừng có gì điều tiếng thiên hạ mà bận tâm như vậy nha. Hôm qua tôi cũng đã nói thẳng với cô rồi, tôi đã không còn coi cô là cô con dâu trong nhà này nữa. Thì cô muốn làm gì đó thì cô làm. Nội.
đó. Các con thấy không, mẹ còn ở trong căn nhà này ngày nào là nội còn khó chịu ngày đó. Lúc nào bà nội cũng tức giận mẹ. Mẹ đi thì nội sẽ vui hơn, mà mẹ thì cũng nhẹ lòng hơn. Sau này không có mẹ ở đây, mấy đứa phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau nghe không? Dạ. Mấy đứa. Mẹ. Sao vậy? Hả? Nhưng mà mẹ à, thật sự tụi con không muốn mẹ đi đâu. Đúng rồi đó mẹ. Mẹ ở nhà thì còn có tụi con chăm sóc cho mẹ, chứ mẹ ở đó một mình thì ai lo cho mẹ được. Không, con không muốn mẹ đi chút nào hết đó. Mẹ không thể nào bỏ tụi con đi như vậy được. Dù sao mẹ ở nhà thì còn có tụi con chăm sóc, chứ mẹ ở đó một mình thì ai lo cho mẹ được. Mẹ, mẹ đừng đi nha mẹ. Tụi con đang nghĩ mẹ đó mẹ. Mẹ, mẹ đừng có đi mà. Tự Quyên, đừng cản mẹ nữa. Mẹ kiệt sức lắm rồi. Bây giờ mẹ muốn được nghỉ ngơi, không lo nghĩ gì hết. Mẹ ơi, mẹ đi rồi, ai dạy dỗ tụi con? Đúng đó mẹ, tụi con còn phải học hỏi mẹ nhiều lắm. Mẹ tin là sau những biến cố xảy ra vừa qua, các con đã nhận ra giá trị của gia đình mình rồi. Chỉ cần các con hết lòng chăm lo cho nó, thì dù có mẹ hay không cũng vậy thôi. Tất cả cũng tại bà nội hết á. Tại bà nội mà mẹ mới khổ vậy nè. Nè. Kệ em. Không có được nói bà nội như vậy là hổn nghe con. Lũ nó nói đúng đó mẹ. Trước giờ có lúc nào bà nội thật sự coi mẹ là con dâu đâu. Đúng rồi đó, con cũng thấy vậy đó. Bà nội lúc nào cũng thích cằn nhằn la rầy mẹ, chứ con ngọt ngào với mẹ lần nào đâu. Mẹ biết mà, bà chưa khi nào đối xử tốt với mẹ. Nhưng dù sao đó cũng là bà nội của các con, các con phải hiếu thảo và kính trọng bà nội, nghe chưa? Các con đừng trách nội. Nội bị ám ảnh bởi cái quan niệm mẹ chồng nàng dâu ngày xưa. Đã là con dâu thì mãi mãi không bao giờ là con cái ở trong nhà. Nội không biết là mẹ thương nội nhiều lắm. Mẹ. Mẹ thương nội rất nhiều. Chắc là kiếp trước mẹ làm gì không phải với nội, nên nội mới ghét mẹ như vậy. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ. Mà thôi, các con có thương mẹ thì cũng phải thương nội. Thật tình thì nội rất thương con cháu trong nhà mà. Tụi con biết rồi mẹ. Mẹ đừng lo cho tụi con nữa, tụi con biết rồi. Tụi con sẽ chăm sóc cho bà nội cẩn thận. Chạy rủ thuốc xuống cho tao. Mày nhớ lấy ly nước trà gừng luôn cho tao nha. Ủa, mà quên, nó đi rồi mà. Nội, nội cần gì để con đi lấy cho? Lấy ly trà gừng cho tao, để ở trong cái tủ lạnh á. Dạ dạ, nội đợi con chút nha. Nội nội, con đâu có thấy ly trà gừng nào trong tủ lạnh đâu. Nội uống đỡ này đi. Có mà,
Sáng nào mẹ mày cũng làm cho tao một ly để ở trong tủ lạnh hết trơn á. Mẹ con đi rồi mà nội. Thôi nội uống đỡ nước lọc đi. Để chiều con rảnh rảnh á, con nấu nước trà gần cho nội uống. Vậy hả? Không biết giờ này mẹ con sống ra sao nữa. Ở trong chùa đâu có đầy đủ như ở nhà đâu. Nè, mẹ đừng có lảm nhảm làm như tao đuổi mẹ mày ra khỏi nhà nghe chưa. Mày nhớ coi, chính nó đòi đi ra khỏi nhà chứ bộ. Thì con có nói gì đâu. Ờ, mà không biết chừng mẹ mày á, nó ghét đi vậy để dằn mặt tao đó. Nếu mà nó nghĩ vậy á là sai rồi. Đừng có hòng mà tao kêu nó về. Nếu biết lết đi thì phải biết lết về. Nói vậy mà cũng nói được. Không biết nhớ mẹ gì hết trơn. Tại vậy mà cũng nói vậy nó bực mình nổi ghê. Nổi thiệt là bực. Mày lảm nhảm cái gì vậy? Lảm nhảm hoài à? Có gì đâu nội. Tại con nhớ mẹ quá thôi à. Ủa nội, nội đi đâu vậy? Tao lên chùa để khỏi thấy cái mặt của mày. Không hiểu sao mẹ lại chịu đựng được mấy chục năm nữa. Chị làm gì mà đứng đây buồn dữ vậy? À, tôi hơi lạ chỗ thôi mà. Chị nhớ con phải không? Tôi biết mà. Hầu hết quý bà vô đây ở đều là nhớ con. Nhưng cũng chính vì chúng nó mà quý bà mới vô đây ở đó chứ. Thật ra thì không phải tôi lo cho mấy đứa nó đâu. Tôi đang lo là lo cho mẹ chồng của mình kìa. Hả? Chị lo cho mẹ chồng? Dạ, mẹ tôi cũng già rồi. Cho nên tôi lo không biết mấy đứa nhỏ ở nhà có biết cách chăm sóc cho bà không nữa. Thấy chị lo cho bà quá ha. Chắc hồi còn ở nhà, bà thương chị nhất nhà phải không? Nếu được vậy thì tốt quá. Không biết là kiếp trước tôi có làm gì tội tình hay không? Mà sao tôi làm cái gì mẹ chồng tôi cũng ghét bỏ. Nói thiệt, nhiều khi tôi cũng thấy chạnh lòng lắm. Những ngày còn nhỏ dại ở với mẹ ruột của mình, tôi cũng đâu có bao nhiêu thời gian để chăm sóc báo hiếu cho cha mẹ mình đâu. Thôi, chị đừng có buồn nữa. Vì có mấy mẹ chồng nào mà hiểu nàng dâu đâu. Dạ, cảm ơn chị. Nhưng mà tôi cũng không biết tại sao chị là người hiếu thảo như vậy. Mà bà không biết thương. Cái này là phần bất hạnh nhận về bà thôi. Bây giờ về, anh tính về. Khi đi mẹ đã dặn dò rồi. Dù chúng ta có ấm ức trong lòng, nhưng mà chúng ta vẫn phải chăm sóc bà nội một cách tử tế. Tụi em thấy sao? Cái đó tụi em biết mà anh. Bây giờ quan trọng là tụi mình tính sao để lo cho bà nội được chu đáo đây nè. Tôi tính vậy, mọi người coi có được không nha. Tôi nghĩ trong thời gian này á, cứ một buổi tối á, chúng ta sẽ tập trung ở nhà để ăn cơm với nội, để cho nội vui. Ừ, vậy cũng được đó. Dù sao thì anh em cũng nên gặp nhau thường xuyên hơn. Coi có gì lo cho nhau được không? Ok, nhưng mà còn buổi sáng với buổi trưa thì sao?
Buổi sáng thì vợ chồng em sẽ ăn sáng với nội. Bởi vì vợ chồng em ở căn nhà này, nó sẽ tiện hơn. Dạ vậy cũng được. Vậy sáng em đi chợ sớm rồi em nấu đồ ăn sáng cho nội. Còn buổi trưa thì vợ anh với vợ anh Tư Quy sẽ thay phiên nhau về ăn cơm với nội. Mọi người thấy sao? Dạ thì ok thôi, đâu có gì đâu. Em thấy như vậy cũng được đó. Thôi, như vậy là chúng ta đã sắp xếp rồi. Cứ y như vậy mà làm ha. Thôi. Anh Hải. Hả? Vậy còn anh sao? Anh sẽ ăn tối với nội. Mà tụi em tối ăn cơm chung rồi phải không? Vậy là coi như là nội có tăng cường ăn khuya thì anh sẽ ăn chung với nội. Trời ơi, gì kỳ vậy? Chồng yêu ơi, ra ăn sáng nè. Rồi, anh ra liền. Wow, có bộ ngon rồi nha. Thơm quá. Thơm không? Nói nghe nè, anh vô mời nội ra ăn sáng đi, rồi vợ chồng mình còn đi bán nữa. Thử cho vợ cái nè. Nội ơi, ra ăn sáng nội ơi. Ê, ra ăn sáng với tụi con. Ê. Chà, cái mùi gì mà thơm dữ vậy? Giờ con làm đó nội. Cho nội ăn cái gì đây? Món này ngon lắm đó nội. Bò bít tết đó. Bò bít tết hả? Mời nội ăn. Bánh mì này nội. Ăn đi chồng. Đút chồng ăn nè. Cảm ơn vợ. Đút cho vợ ăn à. Trời đất ơi, tụi bay cho bà nội ăn cái lốp xe đạp hả? Ừ, có đâu nội, bà biết tết mà ngon. Bà biết tết đó nội. Nước sao nội? Dai nhách làm sao bà nội ăn cho được? Ngon hả? Ngon tụi mang cho hết đi. Nè anh ăn thử coi, em làm mềm lắm mà. Ủa con thấy mềm mà nội, ngon mà nội. Tụi bay nghĩ sao cho ta ăn cái này? Ta già cả rồi cho ta ăn vậy đó hả? Làm sao ta ăn được? Nè, bộ tụi bay ghét tao lắm phải không? Không muốn cho nội ăn, cho nên tụi bay mới làm gì cho nội ăn không được nội. Phải không? Nói đi, ta không cần. Nội. Không phải đâu nội. Tại anh Phụng anh thích ăn món này lắm. Với lại con thấy thịt bò cũng bổ cho người già lắm, nên sẵn con làm cho nội luôn mà. Nội không ăn được, con kêu vợ con nấu món khác cho nội ăn nha. Không, tao không ăn nữa. Nội. Nè, tụi bay nhớ, kêu cho mẹ tụi bay hỏi coi sáng tao ăn cái gì thì mẹ tụi bay biết, rồi tụi bay nấu. Ủa nội cũng có thực đơn riêng nữa hả nội? Sao không có? Tao già cả rồi, đủ thứ bệnh hết. Bộ tưởng ăn gì cũng được hết sao? Nè, mày hỏi mẹ mày á, sáng bà nội ăn cái gì, trưa nội ăn cái gì, chiều nội ăn cái gì, thấy không? Là ăn được cái gì mà cái gì không ăn được. Nêm nếm mặn ngọt ra sao thì mẹ mày biết hết á, thấy không? Vợ chồng tụi bay ăn đi, tao không ăn đâu. Nội. Nội. Mai mốt em cũng phải chú ý chút xíu nghe chưa? Để nội dân hoài cũng tốt đâu. Nói thiệt với anh á, chỉ có mẹ là thương nội, mới chiều nội từng ly từng tí như vậy thôi. Chứ cái kiểu đòi hỏi như nội, ai mà hầu cho nổi. Không mời nội. Mấy em à. Dạ. Hồi chiều mẹ có điện thoại cho anh. Nè. Mẹ nói là sống nói ở gì? Đó cuộc sống cũng em tốt lắm. Phần em vừa yên tĩnh, vừa thanh thản, lại thoải mái nữa. Mẹ dặn mọi người đừng có lo cho mẹ nữa. Không phải đâu. Em chỉ sợ là mẹ ở trên đó ăn toàn là đậu hũ với tương. Em sợ mẹ ốm á. Còn anh em mình ở nhà nè, ăn thịt nè, ăn thịt bò nè, thịt heo nè, ngon quá trời ngon luôn. Anh không biết gì hết trơn á. Tuổi người ta càng lớn á thì người ta càng tránh ăn nhiều thịt thà, dễ bệnh lắm biết không? Ăn trái cây nhiều vô.
Dạ em nói đúng đó. Ăn chay nhiều không có dầu mỡ lại tốt cho sức khỏe. Nè, hay là bữa nào á cả nhà mình đi thăm mẹ đi. Được. Sẵn cái mình coi mẹ ở đó sống làm sao luôn. Đúng rồi. Lâu rồi anh không đi du lịch. Được rồi, kết hợp mình đi luôn. Mình đi hết. Trần nó nói hay đó anh, sẵn tiện cho con Châu với con Ngọc nhà mình đi du lịch luôn. Đúng rồi đó. Vì chứ đi du lịch là tụi nó khoái lắm. Đúng rồi đó, em nói đúng đó. Lâu rồi cả nhà mình đâu có đưa mấy đứa nhỏ đi du lịch đâu. Dạ. Đi nha chồng. Mà dạo này công ty em đang quyết toán thuế, nhiều việc lắm. Sắp tới em còn hai hội thảo thơ nữa. Nhưng mà không sao đâu, để em sắp xếp công việc coi sao. Trời ơi, tội nghiệp hai chị ghê. Còn hai vợ chồng em thì thoải mái. Hai vợ chồng mình là chủ mà, là chủ mà. Đúng không chồng? Đúng không chồng? Cho nên lạ hả? Mình muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ, muốn bán lúc nào thì bán. Đúng vậy, giờ em nó nói đúng quá vậy. Ủa, sao nội ăn đi nội? Nó không khỏe hả? Nè nội, tụi bay còn biết quan tâm tới cái bà già này nữa phải không? Suốt ngày tụi bay chỉ là công việc, ăn chơi, cho bời. Lúc nào cũng đâu có để ý gì đó nội đâu. Chẳng bù với mẹ của tụi bay đó. Còn mẹ của tụi bay á, còn biết bà nội buồn hay vui thế nào để phải chiều ý của bà nội. Ủa, tụi con cũng lo cho nội quá chừng mà, sao nội buồn? Tụi bay á chăm sóc bà nội kiểu khác, còn mẹ của tụi bay á chăm sóc kiểu khác. Thôi, nội đừng giận nữa. Mẹ con đã chăm sóc bà nội mấy chục năm rồi, có nhiều kinh nghiệm. Thôi được rồi, để con nhắc nhở mấy đứa em chăm sóc bà nội tốt hơn nha. Mấy đứa ráng rút kinh nghiệm chăm sóc nội tốt hơn nghe không? Dạ, em biết rồi. Chăm sóc đàng hoàng nha. Đừng giận nha. Ăn giáo đi nội. Ăn đi nội. Dạ đúng rồi đó, ăn đi nội. Đừng gán rồi, không ăn nữa. Nội. Giận rồi hả? Nội. Nó ăn miếng nào đâu nghe. Anh hai nè. Thôi, dù sao nội cũng già rồi, mấy đứa ráng chiều nội chút xíu đi. Người già giống như con nít vậy đó. Anh hai nói đúng rồi đó. Em chịu khó nói chuyện với nội nhiều hơn đi, cho nội đỡ buồn. Nhưng mà nội có muốn nói chuyện với em hay không mới được chứ. Ê, vợ. Vậy còn em đó, mai mốt bớt gây sự với nội một chút xíu đi nghe chưa. Ráng lo cho bà nội chút xíu giùm anh đi. Em có gây sự gì với nội đâu. Mắc cười quá à. Sao mà lo được. Nội hả, toàn đòi hỏi mấy chuyện trời ơi không à. Em lo không nổi đâu. Leo xuống. Nội già rồi, thực ra nội chỉ cần tình cảm thôi, chứ có cần gì đâu. Em nghĩ tình cảm không ép buộc được đâu. Nói tụi em chăm sóc nội thì được, chứ kêu tụi em có tình cảm với nội khó lắm. Nhưng mà tụi em có làm á thì cũng giả tạo, không được đâu. Em nói thiệt á nha, nội có thương em đâu, sao mà em thương nội được. Dù em biết là mình phải thương nội, phải quan tâm đến nội. Còn em nữa. Nhưng đó. Mà bây giờ nếu như là em nè, chết. Mọi người là em á, thì mọi người thử tưởng tượng đi. Mọi người có thể hả quên được những gì mà nội đã đối xử với em không? Em cũng suy nghĩ hoài chuyện này rồi, nhưng sao em thấy khó quá. Mấy đứa nó cũng đúng đó. Dù chúng ta đã hứa với mẹ là phải chăm sóc bà nội thật tốt, nhưng mà làm gì thì làm cũng không thể nào bằng tình cảm của mẹ dành cho nội hết. Mẫu thiết kế con tự vẽ có được không chú? Dạ. Ủa, cái mẫu này cô vẽ ra hả? Dạ. Chắc xấu quá hả chú hả? Ai đời tác giả đi chê tác phẩm của mình. Cái mẫu này nè, cô vẽ đẹp lắm đó nghe. Dạ. Thiệt không chú? Nhưng mà cô phải chỉnh lại một chút nữa. Như cổ áo đó kiểu này xưa lắm rồi. Nhưng mà nói chung là ổn, không có sao.
Bây giờ mình có thể cắt ráp là được rồi. Dạ. Cảm ơn chú. Con sửa lại nha chú. Có gì chú xin giùm con. Mai. Tôi tính nói cô này mà tôi quên. Có khách quen lại tiệm mình nhờ tôi tư vấn và đo đồ ở tận nhà. Nhưng mà bây giờ tôi bận quá, thành ra chắc có lẽ là nhờ cô phải đi giúp giùm tôi quá. Nhờ con hả? Ừ. Dạ, nhưng mà con mới có học nghề, không biết con có làm được không chú? Cô yên tâm đi, với tay nghề của cô thì chú tin tưởng lắm. Với lại khách này cũng dễ chịu lắm. Cô đừng có lo. Nè, đây là địa chỉ nhà của bà đó. Dạ. Cái địa chỉ này cho bà. À, con ngồi đi. Dạ. Dạ, con mời bà đứng dậy. Hả? Dạ. Cái gì? Dạ. Bà ơi, bà định mang tay dài tới đâu ạ? Hả? Con nghĩ tới đây thì đẹp hơn. Thôi khỏi. Dạ. Khỏi. Tôi đâu có cần may đồ. Tôi mời cô tới đây tôi nói chuyện. Dạ, nhưng mà chú Hải nói con tới đây để may đồ cho bà mà. Thôi khỏi mà. Con ngồi xuống đi. Bây giờ tôi nói thẳng cô nghe. Xét về thân thế, gia cảnh của cô hoàn toàn không xứng đáng với thằng cháu nội đích tôn của tôi. Nhưng mà cô làm được một việc mà những cô gái khác không làm được. Đó là thằng Long, nó vì cô mà bây giờ nó thay đổi tánh tình. Bây giờ nó đã chín chắn, nó thành một người đàn ông có trách nhiệm rồi. Dạ, nhưng mà chuyện đó thì liên quan gì đến con ạ? Tôi chưa nói hết. Thật ra là tôi không muốn cô làm dâu nhà này, nhưng mà thằng Long nó quá si mê cô. Vả lại má của nó cũng đứng ra bảo lãnh. Thì tôi cũng không còn gì để nói nữa. Dạ, ý của bà là? Tôi hết cách rồi. Tôi chấp nhận cho cô lấy thằng Long. Dạ thưa bà, con cảm ơn bà vì bà đã có ý này. Nhưng mà con nghĩ là tình cảm của con và anh Long, nó cũng chưa đến mức để cần phải đi đến cưới hỏi cả. Với lại Con chưa nghĩ đến chuyện này sẽ đi bước nữa với anh Long. Gì à? Cô nói cái gì? Cô nói vậy là sao? Thì bà cũng biết là trong nhà này con với anh Long đâu có hợp với nhau đâu. Và bà cũng không thích chuyện đó. Với lại con đã từng có một đời chồng, cho nên mẫu người như anh Long không thích hợp với con. Thực ra thì anh Long cũng có một ưu điểm, đó là anh có một người mẹ hết sức tuyệt vời. Và cũng vì thương cô Tâm, con không muốn cô buồn, cho nên con cũng nói thẳng với anh Long rồi. Nhưng mà nó đã thay đổi vì cô mà. Thì cũng chính vì chuyện đó mà đến bây giờ con vẫn phải nhức đầu về suy nghĩ tình cảm của mình. Tại vì con nghĩ là tình cảm của con với anh Long cũng chưa đến mức phải đến cưới hỏi. Và con cũng chưa muốn lấy anh lắm. Thằng Long là cháu đích tôn của tôi. Rồi đây nó sẽ thừa kế cái tài sản này. Để mà cô còn chê nó nữa à? Cô nghĩ mình là ai chứ? Dạ thưa bà, con biết con không phải là ai cả. Nhưng con dám chắc với bà, nếu con có lấy anh Long cũng không phải vì thân thế hay gia sản của anh đâu,
Con xin phép bà. Khoan. Mai à? Thôi, tôi cũng sợ các cậu các cô bây giờ quá rồi. Con cháu đặt đâu thì ông bà phải ngồi đó, chứ biết làm sao giờ. Thôi bây giờ chuyện bay với thằng Long á, thì thôi, bà không có muốn biết tới nữa ha. Dạ. Chuyện đó để qua một bên đi. Bây giờ vậy, mày coi, từ ngày con Tâm nó dọn đi tới giờ, căn nhà này nó vắng như là cái chùa vậy đó. Tụi nhỏ thì nó đi suốt ngày vậy đó, mà buồn lắm. Thỉnh thoảng con ghé thăm bà nha. Trước giờ con yên tâm gần gũi với bà, đã hiểu ý của bà, con thường đến thăm bà nha. 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 Hoa hồng trong vườn mới nở, con biết mẹ thích nên cắt những bông hoa đẹp nhất đem vô cho mẹ đó. Ai kêu cô làm vậy? Tôi thích hoa hồng, nhưng mà tôi thích nó còn ở trên cây á, chứ không phải là cắm cái kiểu này đâu. Dạ, tại lần trước con thấy mẹ cắt đem vô trong phòng, con sợ để mẹ làm rồi lỡ có gai đâm vô tay, cho nên con... Hồi trước khác giờ khác. Ồ gì, tôi ra cắt cũng được, tôi thích cái nào tôi cắt cái đó. Nếu mà hiểu cái lòng, biết cái lòng người ta muốn gì thì chịu thấy cái đó, không biết gì cũng chịu. Ôi da, lạnh quá, ôi da. Ôi da, lạnh quá. Ủa nội, nội sao vậy nội? Nội lạnh quá à, không biết giờ sao giờ con ơi, lạnh quá. Ôi lạnh tới đầu à, từ trên lạnh xuống dưới. Ôi da, con ơi đau quá, lạnh quá. Nè, con kêu mẹ con về đi. Thôi, nội. Gọi mẹ chi xa, để con gọi vợ con với mấy chị dâu qua lo cho nội nha nội. Thôi, con gọi mẹ con về, để bà nội còn trăn trối nữa. Ôi cha. Cái gì vậy nội? Bà mệt nội, quá. Cái gì vậy nội? Nội, nó đừng làm con sợ nội. Nội. Alo. Anh Tư hả anh Tư? Anh Tư về coi nội kìa. Tôi nói nó mệt kìa. Dạ, về liền nha. Trời ơi nội. Nội có sao không nội? Nội, đây còn lấy nước cho nội uống nha. Nha nội. Nội. Trời ơi, kêu mẹ mày chứ kêu tụi nó chi vậy? Tức quá mà. Gì? Sắp xong rồi. Sắp xong chưa? Anh ơi, chuẩn bị ra liền. Sắp xong rồi. Ôi.
mẹ về kìa. Ê, mẹ. Mẹ về. Mẹ mới về hả? Mẹ. Mẹ sao bà rồi? Bà nội sao rồi con? Dạ. Hả? Mẹ. Bà nội sao rồi? Dạ. Hả? Dạ, anh Tu Quy đang khám cho nội ở trong đó mẹ. Để mẹ vô coi sao. Từ từ đi mẹ. Anh Tư ra bây giờ đó mẹ. Dạ. Thôi, mẹ ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Nội à, con khám xong rồi đó, con đi nha. Tại sao giờ này nó chưa về kìa? Kỳ thiệt. Kìa, ra kìa. Anh Tư, sao rồi? Mẹ về rồi. Sao anh Tư? Sao rồi? Mẹ mới về. Sao? Trời ơi, bà nội sao rồi? Từ từ mà. Để đó đi. Mọi người cứ yên tâm đi. Con nghĩ là bà nội không có bị gì hết á. Trời, bà nội chỉ giả bệnh thôi mẹ. Con có lầm không? Nội giả bệnh là sao? Trời ơi, hèn chi, hồi sáng tới giờ con thấy nội khỏe ra hả? Mẹ, con nghĩ là bà nội giả bệnh để kêu mẹ về chăm sóc, để tiếp tục hành hạ mẹ nữa đó. Đúng rồi đó. Chứ khi không, bà nội kêu mẹ về làm gì? Mẹ, để bây giờ con đưa mẹ ra chùa nha, chứ để nội hành hạ mẹ hoài vậy sao được. Các con à, các con đừng nghĩ vậy tội nghiệp cho bà nội. Mẹ nghĩ người già có nhiều bệnh, nhiều khi mình nhìn mình tưởng giống như là bệnh giả dờ, nhưng mà đột nhiên nó phát nặng cái mình trở tay không có kịp. Cũng có thể, nhưng mà con khám kỹ lắm rồi, nội hoàn toàn không có gì đâu mẹ. Không được, mẹ phải ở lại chăm sóc cho nội mới được. Mẹ. Khoan đã, mẹ đừng xa về, mẹ mệt lắm rồi, mẹ cứ nghỉ ngơi đi. Chuyện của bà nội để cho tụi con lo. Không có sao. Đúng đó mẹ, để mấy chị em dâu tụi con làm cho. Đúng rồi đó mẹ, nếu cứ để bà nội tối ngày cứ giả bệnh hành hạ đài đọa mẹ hoài như vậy thì không có được đâu. Có gì tụi con gánh giùm cho. Nếu mà các con muốn chăm sóc cho nội, điều đó cũng tốt. Dịp này để cho bà cháu gần gũi nhau. Nhưng mà mẹ nói trước nha, tánh bà nội khó lắm đó, chăm sóc không tốt là bà nội giận thêm nữa đó. Mẹ à, con nghĩ là mẹ cứ để cho mấy cô con dâu lo cho nội đi. Dù sao á, đây cũng là dịp để cho nội và mấy cô con dâu hóa giải mâu thuẫn bao lâu nay mà. Đúng rồi đó mẹ, chứ để tình trạng bằng mặt không bằng lòng như vậy hoài không có được đâu. Mày đưa nói có lý á. Thôi được rồi, coi như mẹ giao cái chuyện chăm sóc bà nội cho các con. Nhưng mà phải chăm sóc bà nội cho thiệt tốt, nghe dạ, chưa? Dạ. Em đó. Kỳ vậy ta? Nó về để nó thăm nhà mà tại sao nó không nói tôi tiếng nào hết trơn? Trời, không lẽ nó giận tôi hả? Người không cần lại tới nữa. Trời ơi là trời. Nó nói gì vậy nội? Tao nói gì kệ tao, tao nói tầm xàm kệ tao. Nội về uống thuốc nha. Đắng lắm, tao không uống đâu. Không, đắng á, cũng phải uống nữa. Uống cho mau hết bệnh. Nội cái bệnh rề như hoài, cả nhà lo lắm. Cái bài thuốc này là thuốc để ổn định huyết áp. Con đi hút thuốc tuốt luôn của chi lần xa lắm á nội. Con mệt lắm, mà nội uống đi. Thôi để lát nguội tao uống mà. Không đã được uống. Thuốc bắc á, là phải uống nóng mới có hiệu quả được. Thôi nội uống đi. Nội phải uống. Chứ không thôi là hả, anh Út phụng chồng con với mọi người nói là coi chăm sóc nội không đàng hoàng kỹ lưỡng. Nội uống đi nội. Mày cho tao uống thuốc đắng mà không có cục đường. Mỗi lần nó cho tao cục đường, không có cục đường ra tao uống. Trời, nội không nghe người ta nói gì hả? Gì? Thuốc đắng giả tật. Nội mà bỏ cục đường vô là không có hết bệnh đâu. Uống ngọt quá không có hết bệnh. Nội hiểu không? Nội phải uống, đắng nội cũng uống. Đắng không nội? Đắng quá.
vô con nấu tiếp chén thứ hai để chiều nội uống tiếp nha không. Rồi bây giờ nội ngủ đi. Trời ơi, uống hoài chắc chết. Ngủ đi nội. Ngủ. Đúng rồi, đồ mắc kịch. Ủa sao không có nào nữa vậy? Không có nào tới hết. Giận tâm nó cũng không vô. Nó giận tôi rồi. Ngủ. Cô về nào vậy cô? Trời ơi, sao cô về cô không báo con biết? Cô về được mấy bữa rồi. Con sao rồi? Dạ con khỏe. Anh Hải. Ủa, chào chị. Chú thấy không? Cô đi mới có mấy bữa mà sắc mặt hồng hào hơn rồi nè. Tại vì ở trong chùa cho nên đầu óc cũng cảm thấy thoải mái. Dạ. Nhưng mà cô có nghe Hai Long nói chuyện dữ lắm nha. Hai Long nói là chú Hải khen con là sáng dạ, khéo tai, có không? Dạ. Ngại cái gì. Đúng rồi đó. Con bé này á mới có thời gian ngắn thôi mà nó cắt mai thành thạo rồi đó. Dạ. Dạ không có đâu, tại chú khen con vậy thôi, chắc tại chú thương con á. Cô tin là chú Hải nói thật, bởi vậy mà bữa nay cô tới đây á, cô tính nhờ con cắt cho cô bộ áo dài. Dạ được chứ, con sẽ may cho cô một bộ áo dài thiệt đẹp luôn. Vậy là may quá. Cái áo dài đó cô muốn mặc trong trong đám cưới của thằng Hai đó. Sao? Ý con sao? Chừng nào thì mới may xong cho cô cái áo dài để cô mặc trong đám cưới, để cô làm xui đây? Dạ con cũng không biết nữa, tại con thấy cũng chưa tin tưởng vô bản thân mình lắm. Dạ con nghĩ vài tháng nữa được không cô? Cái gì? Cái gì vài tháng nữa? Trời sao lâu quá vậy? Thôi gấp đi. Anh mày khùng hả? Ngày mai được không? Khùng hả? Trời ơi, mai áo dài cưới mày làm như mày đồ bộ không bằng á. Gấp rồi hư bộ hư đường hết rồi sao? Tôi không chịu trách nhiệm mà. Cô sẽ cố chờ. Miễn sao là con cho cô mặc tấm áo dài thiệt đẹp trong đám cưới của con trai đầu lòng của cô là được nha. Dạ. Ê, chị Tâm ơi, tôi nói thiệt chị nha, tôi chưa kịp mừng đệ tử ruột gì hết trơn, trời, mà rồi giờ chị rước nó đi rồi, tôi bắt đền chị đó nghe. Dạ không sao, trong đám cưới của con trai tôi nhất định anh sẽ là khách mời danh dự đó. Dạ chị hứa đó ha. Chú, bữa đám cưới còn chú làm rể phụ nha. Trời, mày nghĩ sao tao vậy làm rể phụ mày? Nóng quá. Cái gì mà nó nóng quá trời à. Mặc ba cái đồ quỷ này, nó nóng quá trời. Nội ơi, nội. Nội ơi. Nội ơi. Lạnh quá. Đau cái chân nội. Nữa. Ôi. Trời ơi. Nội có biết là nội rối loạn tiền đình không? Nội đi đứng vậy á, sàn nhà trơn lắm nè, lỡ té rồi làm sao? Ôi, nội đâu có té, nội đi vững lắm mà. Nội đi ra này, nội hứng gió cho nó mát. Không có được, nhưng mà nội phải cẩn thận hơn mới được. Đây nè, anh Tư dặn con kỹ lắm rồi. Cái này á, là anh Tư mượn ở bệnh viện về đó nội. Hả? Bây giờ, nội muốn đi đâu? Còn đẩy nội đi là được rồi. Ôi, nội đi được mà, nội đi được mà, không có sao. Con mời nội lên xe. Con mời nội. Trời ơi, để nội lên. Đâu có gì đâu, nội khỏe mà. Nội còn tốt lắm, không có sao hết á. Nội không sao mà. Thấy không, con cẩn thấy thận đó. Vẫn tốt hơn nội à. Nội mà xảy ra chuyện gì á, mẹ la con chết.
Không sao. Bây giờ muốn ra giường phong. Hai ba. Trời ơi trời. Đó. Nội. Nó còn bệnh không? Hết bệnh rồi. Cho ơi, cho nội xuống đi. Chứ kiểu này là bà nội nát xương. Nội xin con, nội năn nỉ con mà. Cho nội xuống đi. Nó hết bệnh rồi. Con đẩy vô cho nội xuống đi. Ông tao nội chết bây giờ. Nó lạnh quá. Chuẩn bị châm cứu nha nội. Cứu gì? Đây á là chú Hai, chuyên viên châm cứu giỏi lắm á nội. Dạ. Dạ chào bà. Châm cứu hả? Dạ. Ờ? Con á thấy nội xài thuốc tây thuốc ta hoài mà không có hết, cho nên là con mời thầy châm cứu về châm cứu cho nội thử coi. Dạ. Sao nè. Với lại á nhiều bệnh châm cứu hiệu quả lắm nội. Ai? Ai đừng châm cứu đâu. Sao vậy? Ôi. Bà ơi, bà cứ yên tâm chăm thử vài lần đi. Tôi chuyên trị cái bệnh huyết áp với rối loạn tiền đình. Bà yên tâm, trị không hết không lấy tiền. À, này nghe nói bà hay đau đầu lắm phải không? Dạ dạ. Tôi nói cho bà biết nha, cây kim này nè, châm vô đầu á, hết nhức đầu liền. Đúng rồi đó. Bà yên tâm đi, để tôi châm vô một cái nha. Cái gì vậy? Để tôi chặt cho nó hết bệnh. Ôi nội ơi, nội ngồi yên đi sẽ châm rồi. Trời ơi, nội đâu phải có nít đâu mà sợ cái kia. Cái kia đó rồi nội. Tôi không có bệnh mà. Trời ơi, bà bình tĩnh đi. Tôi châm một cái là hết bệnh. Nội đang bệnh nội, châm đi. Nội châm đi nội. Bà ngồi yên. Nội, nội, trời ơi. Tôi không có bệnh gì chăng. Nội, nội, châm cứu đi nội. Bà, bà, bà. Tôi khỏe gì. Nội, 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 quay lại châm cứu đi nội. Cho hết bệnh nội. Nội. Ủa? Gì kỳ, sao không hiểu gì hết trơn. Bà sao là không có bệnh? Không có bệnh. Dạ. Không có bệnh kêu tôi tới đây làm chi? Rồi đẩy bà tới đây làm gì? Anh à, anh có linh thiêng, hãy phù hộ cho mẹ mau hết bệnh để sống vui vẻ với con với cháu nha anh. Anh ơi, em xin lỗi anh, cuối cùng em vẫn không làm cho mẹ hài lòng về mình được. Chắc là em còn nhiều thiếu sót quá phải không anh? Sau khi mẹ khỏe lại, em sẽ đi khỏi, để mẹ không nhìn thấy mặt em nữa. Vợ thằng Tâm, con nghe mẹ nói nè. Mẹ biết từ trước tới giờ mẹ khắt khe với con và xử sự vô lý với con. Dạ. Từ ngày con đi rồi, mẹ mới có thời gian nằm suy gẫm lại. Mẹ nhận ra từ trước giờ mẹ đối xử với con thật là quá đáng. Vậy mà con vẫn một mực nhẫn nhịn chịu đựng mẹ. Nếu không có con bên cạnh, mẹ buồn lắm. Cũng chỉ vì cái sĩ diện hảo của mình mà mẹ không dám gọi con về, nên mẹ mới tìm cách giả bệnh. Đúng như mẹ nghĩ, con không giận mẹ mà còn về đây với mẹ. Vậy là mẹ không có bệnh gì hết hả mẹ? Mẹ không có bệnh gì hết.
Con đừng bỏ mẹ đi nữa nha. Chỉ có con mới làm cho tụi nhỏ nó tha thứ và quan tâm đến mẹ. Nếu không, mẹ sẽ lạnh lẽo, cô đơn giữa bầy con cháu của mình lắm. Tụi nó giận mẹ ghê lắm con ơi, cho nên mẹ không mở miệng được để la rầy tụi nó. Mẹ ơi, mẹ khỏe là cũng mừng rồi, còn những chuyện khác để con sẽ dạy lại tụi nó nghe mẹ. Vậy là con đã tha thứ cho mẹ rồi hả Tâm? Con đã là mẹ chồng, cho nên con hiểu tình cảm của mẹ dành cho con trai. Mẹ chỉ cần mẹ coi con như là con gái của mẹ, con chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi mẹ à. Con ơi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con gái cưng của mẹ. Con em đeo cái này có nặng không? Để anh đeo cho. Không nặng nhưng mà đeo đi. Hai đứa. Dạ. Có gì vậy mẹ? Nè, đi bán nhớ về sớm nghe. Mẹ có điện gọi các anh chị về rồi đó. Dạ con biết rồi. Dạ tụi con biết rồi mẹ, tụi con đi nha mẹ. Khoan. Dạ. Trời đất ơi, cậu con trai út của tôi sao bữa nay đẹp trai quá vậy? Hả? Cái thằng... Con đi nha mẹ. Con đi nha mẹ. Con. Từ từ thôi. Sao để mọi người chờ đợi lâu quá vậy? Đầu quá. Mà hơi chậm chút. Ủa, anh Hải kìa. Em thấy không? Cả nhà anh nô nức chào đón em đó. Xin trân trọng giới thiệu cả nhà, đây là Mai, bà xã. Mai à, bây giờ cô giao Hai Long cho con đó. Hai Long thật là may mắn mà có được một người phụ nữ tốt như con. Dạ, không phải đâu cô, con mới là người may mắn. Bởi vì con đã có một người mẹ thứ hai quan tâm, yêu thương con như cô vậy. Tụi con cảm ơn mẹ vì mẹ đã luôn tin tưởng tụi con. Và nhất là con nè, mẹ chịu tha thứ cho lỗi lầm của con. Còn con á, thì con rất là hạnh phúc vì mẹ đã hiểu và tha thứ cho những thiếu sót của con. Con cảm ơn mẹ. Từ từ xích ra con. Gì em nữa? Tới em. Mẹ. Mẹ ơi, mẹ là một người mẹ chồng tốt nhất trên đời. Mẹ là số 1. Con cảm ơn mẹ vì đã coi chị em tụi con như là con ruột của mẹ vậy đó. Các con à, chuyện mẹ yêu thương các con. Khoan đã. Nè nè, vô đây. Lại đây. Dạ. Nhưng mà mẹ sẽ nhận một niềm hạnh phúc rất là to lớn. Đó là bây giờ mẹ sẽ có 4 cô con gái rượu, chứ không phải là con dâu nữa. Cô nào cũng thương yêu và quý trọng mẹ thật lòng. Nó bây giờ nó xin tuyên bố một câu. Sao nội? Là hồi đó tới bây giờ nghe, nó cổ hủ, nó khắc khe, nó khó khăn như tụi con, bây giờ nó bỏ hết. Dạ. Con xin có ý kiến. Gì nữa? Ê đừng nói là mày gây ra chuyện nữa nha. Ở sao mặt mày buồn quá vậy? Rồi báo hại cho gia đình này phải đi giải cứu nữa nghe. Kêu em kìa. Trời ơi, kêu vợ nó ra là có chuyện nữa rồi bà nội ơi. Trời, em đâu biết gì đâu. Gì mà căng thẳng vậy hả? Con xin thưa với gia đình, con xin báo một chuyện rất quan trọng với con và vợ con. Ừ.
Dạ. Vợ con. Sao? Vợ con có thai. Hả? Không. Hiểu không em? Khoan, lại đây. Lại biểu. Sao không tin? Hồi đó vợ con gạt nội nhiều quá rồi. Giờ con nói nội không tin. Mấy lần rồi. Không tin hả? Ừ, gạt hoài làm sao không tin? Không tin được. Vậy để con cho nội nghe bụng con nha. Ừ, nên nghe. Nghe coi. Sao nội? Ừ. Có tiệc rồi chú mày ơi.